10 cổ thư ẩn chứa thông điệp khó giải mã. Đoạn văn bản Liber Lytaeus lưu giữ trên vải bọc của một xác ướp Ai Cập niên đại khoảng 2.200 năm, được viết bằng tiếng Etrusca, loại ngôn ngữ sử dụng ở Italy thời cổ đại. Xác ướp và tấm vải bọc này đang nằm trong bảo tàng Zagreb ở Croatia. Tuy nội dung văn bản còn nhiều bí ẩn, các nhà khoa học tin rằng đây thực chất là một cuốn lịch về nghi lễ an táng. Phúc âm của Đức Mẹ Maria lưu giữ ở Đại học Harvard nước Mỹ là bản thảo cổ xưa viết bằng tiếng Coptic, một thứ ngôn ngữ của người Ai Cập. Bản thảo có niên đại cách đây khoảng 1.500 năm. Năm 2014, Anna Maria Lizendik, giáo sư tại khoa tôn giáo thuộc Đại học Princeton nước Mỹ, cố gắng giải mã nội dung bản thảo. Lizendik cho rằng bản phúc âm bao gồm 37 lời sấm truyền dùng để dự đoán tương lai. Sách chép tay Dresden lần đầu xuất hiện tại Thư viện Hoàng gia ở Dresden, nước Đức trong những năm 1730. Đây là cuốn sách của người Maya có niên đại khoảng 800 năm. Sách gồm 39 trang với chữ viết và hình minh họa đẹp ở cả hai bên. Năm 2016, nghiên cứu đăng trên tạp chí Thiên Văn Học Trong Văn Hóa chỉ ra cuốn sách ghi lại những giai đoạn hoạt động của sao Kim trên bầu trời, giúp người Maya tổ chức các sự kiện lễ nghi vào ngày chính xác. Năm 2006, Hội Địa lý Quốc gia Mỹ dịch Phúc âm của Judas, một cuốn sách viết từ thế kỷ thứ 3 nói về Judas Iscariot, người phản bội Chúa Giê-xu trong Tân Ước. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia không đồng ý với nội dung bản dịch và cách giải thích trong cuốn sách. Luận thuyết về những chiếc bình là cuốn sách được viết bằng tiếng Hebrew, tiết lộ nơi cất giấu kho báu trong đền thờ vua Solomon. Bản sao cuốn sách được viết vào năm 1648 và vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. James Davila, giáo sư tại Đại học St. Andrews, Scotland nhận xét, người viết cuốn sách dựa vào các phương pháp diễn giải kinh thánh truyền thống để chỉ ra nơi cất giấu kho báu. Thế nhưng tôi nghĩ rằng đây chỉ là một tác phẩm hư cấu thú vị, không phải các chỉ dẫn có thật để tìm kiếm kho báu trong ngôi đền bị mất tích. Popol Vuh là cuốn sách viết về những câu chuyện sinh giới, tôn giáo, hiện tượng bí ẩn, lịch sử, thiên văn, quá trình ra đời của thế giới động vật trên hành tinh và các huyền thoại của người Maya. Năm 1701, Linh mục Francisco Ximenez dịch cuốn sách sang tiếng Tây Ban Nha. Bản thảo của cuốn sách dịch đang được bảo quản ở Thư viện Newbery tại thành phố Chicago, bang Illinois, nước Mỹ. Cuốn sách bằng đồng là đoạn văn bản tiếng Hebrew khắc trên những tấm đồng được tìm thấy ở hang động tại Qumran, sa mạc Judin, có niên đại từ năm 70. Nội dung của cuốn sách ghi lại chi tiết nhiều nơi chôn cất kho báu bao gồm vàng, bạc, tàu thuyền và tiền xu. Đến nay, các nhà nghiên cứu vẫn chưa phát hiện kho báu nào ở Israel hay Palestine như mô tả trong cuốn sách. Cuốn sách Gloria từ thế kỷ 13 được đặt tên theo tổ chức phi lợi nhuận Gloria Club ở New York, nơi trưng bày nó trong những năm 1970. Cuốn sách chứa chữ tượng hình của người Maya, hình minh họa các vị thần và lịch theo dõi sự chuyển động của sao Kim. Josu Saen, nhà sưu tập người Mexico cho biết, ông mua lại cuốn sách Gloria từ một nhóm cướp vào cuối những năm 1960, nhưng nhiều học giả nghi ngờ về tính xác thực của nó. Sổ tay Sức mạnh của lễ nghi là một cuốn sách thời Ai Cập cổ đại được viết bằng ngôn ngữ Coptic. Nó có niên đại cách đây khoảng 1.300 năm. Toàn bộ 20 trang sách đều làm từ giấy da. Nội dung cuốn sách tiết lộ nhiều câu thần chú, phép thuật về tình yêu, phương pháp trừ tà chữa bệnh. Năm 1981, các chuyên gia tại Đại học Macquarie Australia mua cuốn sách từ đại lý đồ cổ Michael Feynman ở Viên nước Áo và trưng bày nó tại Bảo tàng Văn hóa Cổ đại trong trường. Tuy nhiên, lý do Michael Feynman có được cuốn sách đến nay vẫn là điều bí ẩn. Bản thảo Voynich là một trong những cuốn sách bí ẩn nhất thế giới, ra đời vào trong khoảng thời gian từ năm 1404 đến năm 1438. Wilfried M. Voynich, một người Mỹ gốc Ba Lan, phát hiện bản thảo Voynich năm 1912. Cuốn sách dày 240 trang được viết bằng ngôn ngữ khó hiểu và có nhiều hình phác họa về các chủ đề thiên văn, sinh học, vũ trụ, thảo mộc, dược phẩm. Hơn một thế kỷ qua, nhiều chuyên gia hàng đầu thế giới đã tiến hành 25 phân tích khác nhau về nội dung cuốn sách, nhưng tất cả đều không thể giải mã thông điệp trong đó. Hiện nay, bản thảo Voynich được cất giữ tại Thư viện Wernicke, Đại học Yale, nước Mỹ. Cây cho 40 loại quả, đẹp như tác phẩm nghệ thuật. Theo trang web của Sam Van Aken, một giáo sư nghệ thuật của trường Đại học Syracuse tại New York, Mỹ, mỗi cây ghép sẽ cho ra đời hơn 40 loại quả khác nhau, trong đó có cả đào, mận, mơ, cherry, anh đào và hạnh nhân. Ngoài ra, những cây ghép này còn được thiết kế có màu sắc rất đẹp mắt, với đủ các màu thay đổi, từ màu đỏ sang màu hồng và các màu khác nhau. Cho đến nay, giáo sư Van Aken đã ghép được ít nhất 16 cây nhân tạo này. Theo National Geographic, Sam Van Aken cho biết, ông rất ấn tượng với cuốn tiểu thuyết
Franz Kensten nói về một nhà khoa học tạo ra người từ các bộ phận của xác chết. Do đó, Aken nung nấu ý định về chiết ghép cành và một loại cây cho nhiều loài hoa và quả khác nhau. Ông đi khắp nước Mỹ để thu thập các giống cây quả hạch như mơ, đào để ghép vào cây chủ. Theo ông, phải mất nhiều năm để ươm những cành chiết như thế. Mùa xuân, cây bắt đầu trổ hoa rực rỡ, sắc hồng, tím, trắng xen nhau, tạo thành một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp. Sau đó, cây cho nhiều loại quả màu sắc khác nhau, cây được trồng ở những khu vực như ngoài các viện bảo tàng khắp nước Mỹ. Van Aken nói với National Geographic, ý định của tôi khi thực hiện điều này là trồng chúng ở những địa điểm nhiều người qua lại và khi mọi người ngước nhìn những hàng cây, họ sẽ cảm thấy vô cùng thích thú. Với kỹ thuật cấy ghép này, chỉ cần trồng một cây tại nhà, nó sẽ cung cấp đầy đủ mọi loại trái cây với chất lượng hoàn hảo. Trong thời gian tới, ông cho ra đời loại cây nhiều màu sắc. Từ bé, Van Aken sống tại trang trại, ông rất quan tâm đến nông nghiệp. Khi nhìn thấy giống cây bị bỏ đi, ông bắt đầu nghĩ đến thử nghiệm ghép các giống cây với nhau. Các giống cây quả hạch thường bị bỏ đi nhiều do tập quán độc canh của người nông dân. Giáo sư Van Aken cho biết, mỗi bông hoa sẽ mọc một thời điểm khác nhau, từ đó tạo ra những loại quả khác nhau trên cùng một cành cây. Hiện mỗi cây được bán với giá 30.000 đô la Mỹ, khoảng 650 triệu đồng và mất 10 năm để cây có thể mọc đủ 40 loại quả. Trước đó, các nhà khoa học cũng ghép thành công gốc khoai tây, quả cà chua phát triển ở nhiều loại đất khác nhau, đặc biệt là vùng khô hạn, rất tốt cho chiến lược an ninh lương thực toàn cầu. Cô gái béo nhất nước Anh bị bạn trai đá vì giảm cân. Thưa quý vị, một người phụ nữ hiện nay nặng 250kg được biết đã bị bạn trai đá sau khi cố giảm cân. Đó là Georgia Davis, sống ở Aberdeen, Vương quốc Anh, từng nặng tới 380kg và được biết đến như thiếu niên béo nhất nước Anh. Thế nhưng mong muốn giảm cân của cô dường như không phù hợp với người yêu Matthew Tuckell, nặng 57kg. Theo một người bạn, Matthew đã cảm thấy như bị bỏ rơi khi bạn gái tập trung vào giảm béo thay vì chú ý đến anh. Tuy việc giảm cân được nhận định như một yếu tố quyết định dẫn tới việc chia tay, những người bạn cũng nói rằng cặp đôi có nhiều sự khác biệt. Họ chưa bao giờ là một cặp đôi hoàn hảo, một người bạn nói với The Sun như vậy. Cô ấy nặng hơn anh ấy 5 lần và tuổi anh ấy thì gấp đôi cô ấy. Đầu năm nay, Georgia cho biết cô đã đến phòng tập thể dục và bắt đầu lựa chọn những bữa ăn lành mạnh thay vì đồ ăn nhanh để giúp giảm cân. Georgia nặng 210kg vào năm 2008, khiến cô trở thành thiếu nữ béo nhất nước Anh. Sau khi đến Mỹ để tham dự một trại giảm cân, cô đã giảm gần nửa trọng lượng cơ thể, còn 114kg. Thế nhưng sau khi trở về Anh, cô đã bắt đầu ăn tới 13.000 calo mỗi ngày và cuối cùng tăng lên tới 380kg. Georgia từng cần tới sự hỗ trợ của cần cẩu để đưa vào xe cứu thương khi cô bị nhiễm trùng nghiêm trọng vào năm ngoái. Một trong những người bạn của cô kể lại, Georgia không thể đi ra xe cứu thương mặc dù nó rất gần nhà của cô. Hai chiếc cần cẩu, 7 xe cảnh sát, 2 xe chữa cháy và 11 nhân viên y tế đã được gọi đến để giúp đưa Georgia từ nhà đến bệnh viện với tổng chi phí là 10.000 bảng Anh, tương đương 270 triệu đồng. Sự thật về những cỗ quan tài chi chít trên vách núi treo leo. Thưa quý vị, khi mà chúng ta quan sát kỹ, có thể nhận thấy các hộp gỗ này có kích thước bé hơn so với quan tài treo của người dân tộc Bo. Thực chất, những hộp gỗ này là tổ ong của người dân địa phương gắn lên vách núi để nuôi và thu mật sau khi được chính quyền cho phép. Trên mỗi vách đá có khoảng 700 đến 1.000 hộp gỗ để nuôi ong. Những tổ ong nhân tạo này rất dễ làm du khách nhầm lẫn với các cỗ quan tài treo của người Bo. Khi được hỏi vì sao phải treo tổ ong lên vách đá, người dân địa phương cho biết vùng núi này có rất nhiều động vật hoang dã có khả năng phá hủy các tổ ong này nếu đặt dưới mặt đất. Vì vậy, họ chọn phương án treo tổ ong để đảm bảo cho sản phẩm của mình. Người dân cũng có những tổ ong dưới đất, nhưng chủ yếu là ngoài bìa rừng, nơi ít bị thú hoang phá hoại. Trên những vách đá, ngoài tổ ong thì người dân ở đây còn gác cả những vỏ rượu lên vách đá trước khi uống. Cuộc sống hiện tại của cô bé người ngoài hành tinh ở Ấn Độ. Quý vị và các bạn thân mến, 3 năm trước, dư luận thế giới đã được fan xôn xao khi hình ảnh cô bé người Ấn Độ Runa Begum với chiếc đầu phình to, đôi mắt nhỏ xíu được đăng tải trên mạng xã hội cũng như các tờ báo lớn nhỏ toàn cầu. Khi đó, rất nhiều người đã bày tỏ sự thương cảm, xót xa cho số phận không may mắn của em. Do mắc phải căn bệnh não úng thủy nên đầu của Begum bị phình to, các mạch máu nổi rõ trên lớp da đầu mỏng dính. Với cái đầu gấp 3 lần kích thước so với những em bé bình thường, Begum bị nhiều người dân trong làng xa lánh và gọi bằng cái tên là người ngoài hành tinh. Được sinh ra với căn bệnh nghiêm trọng, bác sĩ nhận định Begum sẽ không thể sống qua một tuổi. Vậy nhưng, Begum lại mạnh mẽ sống và tiếp tục chiến đấu với căn bệnh quái ác hiếm gặp. Quyết tâm cứu chữa cho con, cha mẹ và người thân đã đưa cô bé tới một bệnh viện ở Delhi để thăm khám và chữa trị.
Với sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm trên toàn thế giới, gia đình Bingham đã có đủ kinh phí để tiến hành phẫu thuật cho con. Cuối năm 2013, cuộc đời của cô bé đáng thương đã bước sang trang mới khi ca phẫu thuật thu nhỏ kích thước đầu đã được tiến hành và thành công tốt đẹp. Hiện cô bé đã có thể nói chuyện, giao tiếp và cười đùa với những người xung quanh. Vào tháng 11 sắp tới, Bingham sẽ chào đón sinh nhật lần thứ 5 của mình. Và đặc biệt, một tin vui nữa là Bingham đã có thêm một cậu em trai vô cùng xinh xắn. Cha mẹ của cô bé cho biết, được chứng kiến hai chị em chơi đùa với nhau vui vẻ là niềm hạnh phúc tột cùng mà họ có được trong suốt cuộc đời. Mẹ của cô bé cho biết, các bác sĩ đã từng nói con gái tôi không thể sống được, vậy nhưng nó vẫn sống. Hiện nay sức khỏe của cháu đã khá hơn, con bé có thể giữ cho đầu đứng thẳng, cử động từ bên này sang bên khác. Nó cũng đã có thể giao tiếp với những đứa trẻ khác và mỉm cười khi ai đó gọi tên mình. Thật hạnh phúc nếu con có thể đứng và nói chuyện như những đứa trẻ bình thường. Chúng tôi hy vọng con có thể đi học vào một ngày không xa.